Ông ơi, con năn nỉ ông đó, ông thay bộ đồ giùm con đi ông. Không thích thay, hôm qua thay rồi. Con biết hôm qua thay rồi, nhưng mà hôm nay mình thay lại một bộ nữa nha ông. Ông có biết á, ông là người đẹp lão nhất ở cái tầng này không ông? Ông mà thay bộ đồ này vô một cái ha, là mấy cụ bà ở tầng này xếp hàng dài theo ông luôn. Thiệt không vậy? Con nói thiệt. Ủa, ông không biết cái tầng này của mình á, có nhiều cụ bà đẹp lão nè, mà đã vậy còn cô đơn nữa đó. Bây giờ ông cũng thay là con đem con đưa cho cụ ông khác thay á nha. Khoan đã. Dạ. Ông thay liền. Ôi, không ơi, đâu có được thay ở đây đâu. Cô dắt mình vô nhà vệ sinh thay nha. Vâng, đi nhanh lên. Dạ đi. Cảm ơn anh. Mới đi từ thiện có 3 tuần à. Mà nhìn em giống điều dưỡng thư thiệt quá ha. Em cũng thấy em hợp với công việc này ghê á. Em mà biết trước vậy em đăng ký em học điều dưỡng luôn cho rồi. Sao? Bây giờ hơi hận đúng không? Bây giờ đi học lại điều dưỡng. Làm việc với anh một tuần coi, biết thương đau là như thế nào. Vậy luôn á hả? Ừ. Ê, quên á. Tên 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 đèn. Cái gì vậy? Ủa? Vé đi xem triển lãm nghệ thuật hả? Ừ. Cái này á là bệnh nhân tặng cho em đó. Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho họ. Cũng đúng. Sao vậy? Thì chắc mấy cụ già trong đây nè thích em dữ lắm. Ừ. Nhìn mặt em biết là đẹp lão rồi. Giống nó vậy nữa hả? Anh ấy giỡn đó, nè. Ngày mai anh mà không có làm cái gì á, mình đi coi chung với nhau nha. Cũng được. Ừ. Sẵn á, rồi đi chơi luôn. Ngày mai á, mình phải hẹn nhau từ lúc 3 giờ mới kịp. Đi xem tranh nè, xong rồi sau đó sẽ đi uống cà phê. Em biết cái quán cà phê này dễ thương lắm luôn á, nhất định phải tới đó nha. Cũng được. Ừ. Em đi trước đây, ngày mai em đợi anh ở phòng tranh á. Cũng được. Bye bye. Bye. Sĩ, xong chưa? Chuẩn bị đi ăn trưa luôn nha. Ờ, đi. Mời vô. Vô đi. Anh. Ủa? Ủa? Mai cậu sĩ nghỉ à? Dạ. Vậy tranh thủ chiều mai qua xem phẫu thuật nâng động mạch bành. Ờ, dạ nhưng mà cái đó là em coi thường xuyên rồi. Nếu mà trường hợp không có đặc biệt thì... Nhưng sức khỏe của bệnh nhân này lại không được tốt. Cần phải phẫu thuật nội soi bắt cầu. Lát nữa qua lấy tài liệu đi. Dạ. Nhưng... Bộ cậu có hẹn rồi hả? À. Thôi, ráng sắp xếp đi. Vì ca phẫu thuật này rất là quan trọng đó. Dạ. Cười cười gì? Đi ăn đi. Không đi à? Là biến quá. Mày! Ủa? Đi đâu mà soạn đồ vậy? Tôi đi phòng tranh, xem tranh với anh Sĩ. Thôi, nay bị đặt xem tranh rồi ha. Có gì đâu, bà vô duyên quá. Rồi, coi biết. Trời đó. Đi, 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 đi ra đi, đi ra đi, đi ra đi, tôi nghe điện thoại. Đi ra đi, nhỏ là vô duyên quá. Đi ra. Alo, em nghe nè. Nghe đừng buồn nha. Chuyện đi chơi á. Sao vậy? Anh không đi được hả? Ờ, anh xin lỗi. Tại anh phải đi coi phẫu thuật đột xuất. Nè. Hay là thứ hai tuần sau á, anh được rảnh nguyên ngày á. Nhưng mà phòng tranh, vé xem tranh ngày mai là hết hạn rồi. Ờ, anh xin lỗi nha, đừng có buồn nha. À nè, hay là để anh kiếm chỗ khác nha. Hay là mình đi bảo tàng thành phố đi. Chỗ đó không gần tụi mình á. Thôi khỏi, anh cứ lo đi làm việc của anh đi. Em giận hả? Đâu có giận gì đâu. Em đi xem tranh mình cũng được. Vậy thôi nha. Khoan đã, nghe nói đã. Nè. Tên tiến sĩ đáng ghét này. Làm như có một mình anh là bận lắm vậy đó. Nào cũng công việc công việc đó. Dạ có ai ở nhà không ạ? Ai vậy? Ủa chị. Ủa Tâm Ý, em qua đây chi vậy? Dạ ông nhờ em đem nấm qua cho bà ăn tẩm bổ á. Bà có nhà không chị? Hình như cô Liễu không có nhà rồi. Không em đưa chị đi, tí nữa chị đưa cho cô Liễu cho. Dạ cũng được, em cảm ơn chị nha. Thôi em chờ chị em về nha. Ủa em về liền luôn á hả? Không ngồi lại chơi, hai chị em uống nước nói chuyện. Dạ thôi, em về liền luôn. Ê Tâm Ý, không ấy đi xem tranh với chị không? Chị có hai vé á. Hả? Xem tranh hả chị? Chị
chị cười tươi lên nha. Wow, nhìn chị dễ thương lắm luôn á. Dễ thương không? Đợi chị chút. Tâm Ý, mày đi ra ngoài uống cà phê không? Dạ. Ủa, ông chưa về hả? Không có đi coi phẫu thuật không? Bây giờ chuẩn bị đi nè. Vậy nha. Đi chơi với chị vui không vậy? Dạ vui lắm. Chị vừa đáng yêu mà còn dễ thương nữa. Ước gì em cũng được như chị. Vậy hả? Chị thì lại ước gì á, chị được giống như em. Em có gì đâu mà chị ước. Có chứ, em lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, thùy mị nè. Không có ồn ào, không có lúc nào cũng ồ ạt, tẻn tẻn như chị. Ủa, nhưng mà em đi chơi với chị vậy á, về có bị la không đó? Dạ không sao đâu, bữa nay á cô nói là sẽ đi ăn ngoài, cho nên là em không cần phải nấu. Ừ, vậy được, hai chị em mình thoải mái. Ê, nè, chị có đem sách nè. Mình giữ cà phê chị đọc sách đi. Dạ thôi, em không đọc đâu. Em muốn vô trong coi thêm tranh chút nữa. Muốn vô coi tiếp hả? Dạ, tại lần đầu tiên em đi coi tranh cho nên là thích lắm. Vậy thôi, em đi coi đi. Dạ, hôm nay cảm ơn chị nhiều lắm nha. Đâu có gì đâu. Nha. Ừ, đi trước đi. Em đi nha. Cô nghe nè Nguyễn. Nè, chiều mai tôi kẹt rồi, mình về lịch học là buổi tối được không? Hả? Nhưng mà tối mai thì cô có việc rồi, sao tự nhiên về lịch học ngang xương vậy? Thì tại trường có lịch học thêm đột xuất, giờ sao? Ê, không mấy mình học luôn giờ không? Giờ hả? Ờ, cũng được. Bữa nay sẽ là một cái bữa học ngoại khóa vô cùng đặc biệt của mình luôn á nha. Nè. Ủa, sao ra nhanh vậy? Ủa, sao học đây vậy? Trời ơi, không có giống cô xíu nào nha. Không giống là không giống làm sao? Cô lúc nào cũng vậy thôi mà không giống gì. Thôi bớt giỡn đi. Bớt giỡn đi, em bớt giỡn đi. Ngày xưa lúc nào em cũng nói cô vậy hết trơn á. Bớt giỡn đi. Có không ta? Làm gì có. Sao không? Lúc đầu gặp em đó em hung dữ như là cái gì vậy đó. Lúc nào cũng có cái thái độ này nè. Mặt gì này với cô vậy nè. Nhìn em hả, từ trên xuống dưới là cái thái độ, cái giọng điệu, cái gương mặt đó của em nhìn giống em giống như là cô. Cái gì? Cô gì? Giống như là học sinh cá biệt vậy đó. Còn cô sao? Cô làm như cô hay lắm vậy? Cô không nhớ cái chuyện mà cô giả đàn ông, cô đòi đánh tôi còn chưa hết đâu. À, cái chuyện mà say xỉn, lèm bèm, bức tóc rồi còn tùm lum tôi nữa, cô không nhớ hả? Cô quên hả? Quên gì mà quên. Ủa, thì sao? Đủ cuối cùng á, nhờ ai mà em dở tiếng Anh? Nhờ ai mà em dở tiếng Anh? Nói đi, nói đi. Không, không biết. Không biết nữa ở đó. Nhớ ngày xưa. Công nhận cô với em á xảy ra tùm lum tà la chuyện tào lao ghê. Nhưng mà vui chứ bỏ ha. Thời gian trôi qua nhanh thiệt á. Mới đây mà hết học kỳ 1, rồi học kỳ 2 luôn rồi. Nhanh thiệt á. Lấy tập ra học, còn ngồi đó tám nữa. Xong rồi hả? Ơ nè nè, đi đâu mà gấp vậy? Gặp sau nói chuyện sau. Sao cô nghe điện thoại đi? Chị đợi cô chút nha. Nghe nè. Alo, anh đang ở phòng tranh nè, em đang ở đâu vậy? Em đi rồi, chi vậy? Em đi rồi hả? Nhưng mà em đang ở đâu? Đang đi chơi với bạn, có gì không? Vậy bây giờ anh về nhà em, anh đợi em ở nhà em nha. Không gặp không về á. Hôm nay chắc đi tới đêm mới về á. Khỏi gặp nha, không có gì hết đó. Nhưng mà khoan. Nè,
Rồi. Hôm nay á học được tới đây được rồi đó. Nhưng mà ra ngoài này á học vậy á ồn mà có mất tập trung em không? Nói học đây vui mà. Vậy hả? Nhận dẹp đi về. Cô có tin sốt dẻo dành cho em nè. Tin gì vậy? Tâm ý đang xem tranh trong phòng tranh á. Cái gì? Nhưng mà chị làm gì ở đây vậy? Thì tại vì hồi nãy cô tới đây xem tranh với Tâm Ý mà. Nhưng mà cô ra đây ngồi đọc sách. Nhưng mà Tâm Ý nói là Tâm Ý thích xem tranh lắm, nên ở trong đó coi thêm chút xíu nữa. Nếu như em muốn em có thể vô trong đó xem tranh. Trời, cái gì đâu. Vậy vừa gọi tên sốt dẻo gì? Bình thường mà. Bình thường hả? Vậy thôi nếu không vô xem tranh thì em đi về. Em đi về trước đi. Hả? Ờ đúng rồi. Cô ở đây cô đọc sách thêm xíu nữa cô mới về. Em đi về mà. Vậy mà phải không? Em về trước nha. Bye bye em. Ý. Ủa chú, con làm gì đây vậy? Dạ con tới đây với chị My với chú. Tới chị My hả? Dạ. À coi tranh hả? Dạ. Con thích bức tranh này lắm hả? Dạ đúng rồi, con nhìn bức tranh này có cái gì đó giống như là không lối thoát vậy đó. Sao chú cười? Tranh trừu tượng mà, con thấy sao thì nói vậy thôi. À đúng rồi, tranh trừu tượng mà. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, mỗi cảm nhận riêng. À hồi nãy là con nói là con đi coi với chị My hả? Dạ. Vậy chị My đâu rồi? Dạ chị My đang ở quán cà phê phía trước đó chú. Quán cà phê phía trước hả? Nè, yếu cà phê không? À, dạ thôi. Vậy thì con coi tiếp đi nha, chú về trước. Dạ. Gặp con ở nhà nha. Thu. Ủa Nguyên. Ủa cậu đi đâu vậy? Em học với chị My ở quán cà phê gần đây nè. Chị nói em mới biết chị đang ở đây á. Ủa nãy giờ chị cũng coi nhiều tranh rồi hả? À, cửa sổ mở kìa. Chị cũng biết giỡn quá ha. Ê tôi phở kìa. Ê, nhìn cái mặt là biết thèm phở rồi. Vậy lát hai đứa mình ăn phở nha. Ôi chết, cái điện thoại em đâu rồi ta? Để em đi quán cà phê em kiếm cái. Ê, tôi đi chung luôn nha. Ủa? Cái thằng nhóc này có cái điện thoại cũng để quên nữa. Sao có người nói là đi chơi với bạn mà? Thì tại không thích mới nói vậy đó. Ủa tại sao không thích? Không có gì. Nè. Cái gì vậy? Anh xin lỗi. Thôi thôi đừng có xin lỗi gì, không có gì hết. Được chưa? Không có gì hết thôi đó. Thôi mà xin lỗi đi, đừng có giận anh nữa. Ra. Giận anh hả? Em tính giận anh tới chết thì mới hết giận đó. Thôi thôi thôi, xin lỗi xin lỗi. Được rồi, được rồi, xin lỗi. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Cộng. Giận tới chết á là già xấu lắm đó nha. Ơi cộng cộng mà. Thôi cộng cộng gì đâu, đừng có giận nữa nha.
Dạ, con chào chú. Chú ngủ có ngon không chú? À, ngủ ngon, còn con? Dạ, con cũng vậy. Ừ, cảm ơn. Này Ngọc ơi. Dạ. Dạ, con chào ông. Ông ngủ có ngon không? Con làm ông hết hồn luôn á. Hôm nay có chuyện gì mà vui vậy? Dạ, tại tự nhiên hôm nay con thấy trời đẹp quá chừng luôn. Mọi người tranh thủ vào ăn sáng nha. Hôm nay con có nấu món phở bò siêu ngon luôn. Có chuyện gì mà nó vui dữ vậy con? Ai biết đâu, trời chuyển mưa tối hù mà nó trời đẹp. Hình như nó trúng số thì nó vui dữ. Thôi, trúng số, có khi nào nó giống như cô Sáu giúp việc mình rồi đó không? Bà trúng số xong bà nghỉ việc làm luôn liền luôn á. Nó nghỉ việc là mày làm hết việc nhà cho nó đó. Nói xui không. Dạ, dạ. Cô có sao không cô? Sao mà sàn nhà bóng dữ vậy? Dạ. Nhỏ này, bộ bữa nay con có gì vui hả? Hát hò nữa. Dạ, đâu có đâu cô. Mà bộ bóng đó thôi cô. Bóng lắm rồi đó, cô soi mặt được luôn á. Dạ. Nè, cô thấy bóng lắm rồi, con không cần phải lâu nữa đâu. Dạ, vậy thôi. À, mà cô ơi, con tính á là bữa nay tháo mấy cái rèm cửa giặt luôn á cô. Cô thấy sao cô? Con tính gom hết việc làm trong ngày hôm nay, không chừa ngày mai luôn hả? Nhỏ này, ham làm hết việc đi ha, là không còn gì đến giờ là cô đuổi việc con luôn đó. Dạ, con biết rồi. Dạ. Hôm nay có chuyện gì mà nó vui dữ vậy? Ủa, cậu cần tôi lấy gì hả? À, dạ không. À, chị đang làm cái gì vậy? Thì tôi đang dọn lại cái tủ lạnh nè. À. Chị ơi. Hả? Chị không sao hả? Không sao, chuyện gì? À, về mọi thứ. Tất cả mọi chuyện không sao hết. À, Ngọc Nguyên nè. Hôm nay tôi hơi có nhiều việc, cho nên là hôm khác mình học nha. À, dạ, khi nào rảnh học cũng được mà. Em cảm ơn thầy nhiều. Dạ, chú nghe rõ không chú? Dạ, chắc tại mất sóng á. Dạ, chú, hôm nay chú đi Vũng Tàu đúng không? Dạ, thời tiết rồi đó sao? Thank you.
chú vẫn chưa cúp máy hả chú? Dạ không có gì, tại nền nhà trơn quá con trượt té thôi à, chứ không có gì hết chú. Dạ hồi nãy nó nói tới đâu rồi chú, con quên rồi. Đúng rồi, ở dưới đó thời tiết sao rồi chú, có bão không chú? Chứ ở trên này của con á, trời vẫn còn trong xanh lắm, chưa có tín hiệu gì của bão hết á. Mà chú nhớ. Xin chào, cô tới rồi đó. Lên phòng trước đi, lát tôi lên. Lên liền đó nha. Chị My tới rồi hả? Dạ, chào chị. Ủa, mà tao biết, hôm bữa về sớm không? Dạ, mà giờ chị em mới được đi xem tranh đó. Thank you. Trời ơi, bữa nay mày đã nói tiếng Anh nữa ta. Tại vì câu đó thành câu cửa miệng của em luôn rồi. Câu cửa miệng, cố gắng phát huy nha em. Dạ. Lên lẹ, nhanh lên. Ai vậy? Vô đi. Next month. Gì vậy Tâm Ý? Dạ, mọi người vừa học vừa ăn nha. Khoai lang ngầu đường đó. Trời, ngon quá vậy. Ủa mà sao em làm nhiều quá vậy? Dạ, tại em mới tập làm nên làm hơi nhiều chút. Nè, chị ăn đi. Thơm quá à. Cảm ơn em nha Tâm Ý. Dạ, không thích gì. Thôi em đi nha. Thôi. Ngon quá, ngon. Would you like to go to the cinema? Đúng rồi á. Mình học tới đây thôi. Dạ. Chị cho em mượn điện thoại đi. Hả? Để em chép cái bài. Tại vì phần nghe phần nói đều có thi. Và mỗi đề thi đều có trên 10 câu hỏi. Chị đưa em để em chép. Chị rảnh chị nghe nha. Chị ơi, có điện thoại nè. Ủa? Trời, nhắm máy trời. Sống một cuộc sống khác. Thôi không hướng về người đó nữa.